Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để quay được màn hình vi tính bằng phần mềm Camtasia. Thì với Camtasia 8 hay Camtasia 9 thì cách làm đều giống nhau các bạn nhé. Thì để quay được cái màn hình bằng Camtasia thì đầu tiên thì chúng ta sẽ bật cái phần mềm Camtasia lên. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái mục là Record hay là có cái phím tắt là Ctrl R. Các bạn sẽ nhấn vào đây. Sau khi các bạn ấn vào nút Record thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo như thế này. Đây là cái bảng thông báo mà các bạn đang thấy trên màn hình. Thì để mình giải thích cho các bạn một số cái chức năng của nó nhé. Thứ nhất là cái mục là Full Server. Full Server nghĩa là chúng ta sẽ quay toàn bộ cái màn hình vi tính của mình. Và nó sẽ không trừ bất cứ một cái khu vực nào cả. Do đó mà khi mà các bạn muốn quay toàn bộ thì chúng ta sẽ chọn về Full Server. Đặt ra trường hợp nếu các bạn muốn quay một cái khu vực trên màn hình thì sao, thì chúng ta đã có cái nút là Custom. Như các bạn thấy là nó sẽ có cái viền màu xanh như thế này để chúng ta có thể kéo và chọn cho nó cái khu vực mà các bạn có thể muốn quay. Do đó mà các bạn cứ yên tâm là mình chỉ cần điều chỉnh lại cái hình này nha. Rồi một cái mục tiếp theo nữa, nếu các bạn xài laptop hoặc là xài máy tính để bàn nhưng mà có camera thì nó sẽ có cái mục là Camera, có nghĩa là vừa quay màn hình và sẽ có thêm một cái khung nhỏ nữa ở góc màn hình quay lại khuôn mặt của chúng ta. Do đó mà nếu các bạn muốn quay màn hình, mình thấy là các bạn chơi game hay sử dụng cách này đúng không, vừa chơi game vừa quay lại cái hình ảnh diễn đạt của mình, thì chúng ta sẽ dùng về cái mục là camera. Ở đây thì mình đang off đi nha, đang tắt đi. Rồi đến một cái mục nữa mà mình muốn giới thiệu cho bạn và mình nghĩ là nó cực kỳ quan trọng, đó chính là mục audio. Audio thì ở trong audio này thì các bạn lưu ý cho mình những cái mục sau. Thứ nhất là bật cái microphone lên. Nếu các bạn sử dụng cái microphone rời thì chúng ta phải chọn vào cái microphone rời đó nha. Nếu các bạn sử dụng cái microphone mặc định của máy tính, nếu các bạn xài laptop thì chúng ta sẽ chọn vào đó. Đó là hai cái nha, các bạn nhớ ha, chọn cho mình đúng cái microphone mà các bạn muốn sử dụng. Một cái nữa là cái mục là Record System Audio, có nghĩa là cái ghi âm lại cái tiếng phát ra từ cái máy tính hay không. Cái trường hợp đó là khi mà các bạn ghi âm một cái video hoặc quay màn hình mà nó có cái video hoặc là có cái âm thanh phát ra từ máy tính đó, thì nếu các bạn chọn vào đó thì nó sẽ ghi âm cái tiếng đó nha, vừa tiếng. Còn nếu các bạn không chọn mục đó thì nếu có những cái âm thanh phát ra từ máy tính cũng như là các bạn đang bật nhạc nè, đang mở một cái video bất kỳ nè, đấy thì nó có tiếng, nó sẽ thu âm lại. Thì đó chính là cái mục chức năng của Record System Audio. Mình có một lưu ý cho các bạn khi mà quay màn hình, đó là các bạn nên test thử một cái đoạn trước khoảng 10-15 giây để xem thử là nó có ổn hay không nha. Ổn hay không, để tránh trường hợp là khi mà chúng ta ghi âm thì chúng ta làm 10 phút 15 phút sau đó thì chúng ta bật lên và chúng ta không có thấy tiếng ghi âm vào, thì cái trường hợp đó rất là đáng tiếc và mình đã từng bị cái trường hợp đó rồi. Do đó mà mình nhắc các bạn chúng ta nên lưu ý cái đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách quay màn hình bằng Camtasia, và nếu các bạn còn cái điều gì thắc mắc và chưa hiểu thì có thể để lại comment dưới video. Các bạn vui lòng đăng ký kênh để mà chúng ta tiếp tục xem những cái video mới, và mình sẽ cố gắng sản xuất cái video một tuần hai video để chúng ta sẽ có được cái dịp cơ hội để mà tương tác với nhau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.